trồng được cây điên điển luôn. Sáng sớm điên điển nó còn ngủ, trồng được mấy cây luôn á. 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, còn làm thêm cây nữa. Cây điên điển, có cây này trồng trong chậu mà sao nó cao dữ vậy ta? Tưới nước đủ á. Mấy cây ngoài kia xung quanh hồ nè cũng trồng cũng tưới nước y chang vậy á, mà nó không có lên được cao vậy, cao ghê luôn ha. Bây giờ cây nó thức rồi nè, hồi nãy cây nó khép lá, giờ cây nó thức rồi nè, nó cũng đã có búp luôn rồi. Giờ mình chờ ra bông, bông nó vàng như bông điệp vậy đó. Cây điên điển này trồng bằng hộp, có bông luôn rồi nè. Cái bông mà mình quên hái để ăn mà nó ra hộp nhiều lắm. Nhìn nó cao to khỏe mạnh vậy chứ mỗi năm phải trồng lại, mùa đông chịu nổi chết. Năm rồi cũng có thử trồng trong chậu, rồi cái mùa đông đem vô nhà cũng chết à, không có trồng được. Cho nên cây này là mỗi năm là phải trồng lại. Bông điên điển nở rồi luôn rồi nè, chuẩn bị đi hái. Bông nó vàng như bông điệp, phải hái nhiều lần mới nấu được. Như đây đâu có thấm gì đâu. Năm sau chắc mình ngắt ngọn cho nó tỉa nhánh ra, cho nó lùng lùng cao quá. Cái bông của nó nè, quên hái là nó ra cái trái như vậy nè. Cộng dài dài là cái trái, mà cái trái nó rất là nhiều hột. Đẹp ha.